Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Rừng Nằm Đã nha. Ngày hôm nay trong sinh tồn là 7, tôi đang có chuẩn bị một chai thuốc màu đỏ nè. Đây, với một cái quần. Cái quần này từ thời ông cố nội tôi để lại, truyền lại cho tôi. Mà lâu quá không sử dụng, bây giờ tôi sẽ lấy đi dùng để đi bẫy cá. Với cái quần thời ông cố nội truyền lại, với một loại thuốc mà tôi mới vừa chế ra. Tôi đang muốn test thử xem loại thuốc này có công hiệu hay không trong việc bẫy cá, để áp dụng cho sau này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm một cái bẫy cá. Và tôi sẽ đi chặt một cái cây đã. Bạn chờ xíu, tôi chặt một cái cây đã trước khi làm bẫy nha. Bắt đầu, rất là thú vị đấy ạ. Đây, mới vừa chuẩn bị xong một cái cây. Để chai thuốc này đây, chai thuốc thần kỳ ra đây. Đây là cái quần. Quần này là cái quần từ thời ông cố nội truyền lại, mà lâu quá không mặc. Quần này quần chất lượng á. Trước khi kéo ba tia em lại, khóa em nó lại. Dễ gì mà mới mở được ba tia. Đây. Tiếp theo, tôi có một sợi dây này, tôi sẽ bắt đầu xỏ dây nịt cho nó. Tôi sẽ bắt đầu xỏ qua. Bạn quan sát kỹ nha. Đầu xỏ qua. Tới đây là căng thẳng là sao, xỏ không được ta. Cái vòng là xỏ không được ta. Kì vậy ta. Là sao vậy. Bẻ. Uống cong đi. Ép cho nó cong đi. Ây da. Tôi phải ép cho nó cong, bẻ lại đi. Ây da. Mãi lì ghê. Ây da. Lúc thẳng không muốn, giờ cứ muốn cong. Lúc cong thì không muốn, cứ muốn thẳng. Đúng, đợi lắm lúc éo le. Từ xíu. Tôi đang bó dây, bẻ cho nó cong. Thích cong thì làm cong. Có ai thích thẳng thì làm thẳng, tôi thích cong. Cong nhiều lúc cũng có cái lợi. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Để chết đi. Để chết đi. Ép nó vô. Ây da. Cong mòn dài đấy. Sắp vô rồi, cái lỗ rồi, để nó chọc vô cái lỗ đó. Ây da. Không sao. Cái lỗ này khó nhét. Không sao. Từ từ, không sao. Gãy nhưng không sao, bạn đừng lo. Cái gì cũng có thể khắc phục được. Từ xíu. Rồi, cái cây này bị gãy rồi. Ép nó cong quá. Ép cong quá không nổi, cong vừa thôi, cong quá là gì sao nổi. Cong quá. Chảo nó hỏng. Rồi để tôi rút em nó ra cái lỗ. Để tuyển một cây khác có độ mềm dẻo và cong hơn. Để cho vừa lòng em nó. Rồi, lại lại đi. Xong sau 5 phút tôi mới tuyển được một cây khác, cây này có độ dẻo dai và cong hơn. Tôi nghĩ là chắc có thể sẽ vừa lòng được em nó. Khó tính quá. Rồi, cái này thì có độ dẻo dai hơn rồi. Tôi đang nhẹ nhàng nhét vô mấy cái khuy lỗ. Để có mấy cây gai nó chịu chứ. Cái này có độ cong và độ dẻo dai cao. Tính chắc sẽ được. Đây, cho nó vô cái lỗ. Chui vô. Nhẹ thôi cái chân gãy á. Ây da. Vừa thôi. Rồi xong. Anh ấy đã chui vô cái lỗ. Ây da. Lại gãy nữa rồi. Khó nhằn quá he. Rồi không sao, không có gì cái làm khó được. Tôi bắt đầu chọt lại từ cho xíu đi. Thì tôi chọt lại vô cái lỗ này. Khó nhằn quá bạn ơi. Không phải dễ ăn được với củ nội đâu. Ây da. Rồi xong. Vô nè nha. Tôi sẽ bắt đầu bẻ này qua. Rồi xong. Sẽ buộc lại. Tôi không sợ gì hết. Tôi không sợ cái cây không đủ độ dẻo, mà tôi sợ cái quần nó lâu ngày rồi đó, nó mục nát hết đó. Sợ
bị rách, sợ bị rách lỗ, lộn sợ bị rách hết mấy cái khuy lỗ thì không ăn thua, bị rách rồi thua, cho nên phải làm việc cẩn thận, chọn cây có độ dẻo dai cao, bóp lại, nó có nhét được cái lỗ không mà thoát hết cả mùi hôi hột, nóng quá nóng quá. Xíu thì tôi đang cuột lỗ chờ xíu nha bạn. Đây là một cái bẫy cá sử dụng một phương thuốc, đây là một loại thuốc mà tôi vừa mới nghĩ ra, tôi đang test thử cái loại thuốc này công hiệu không, nếu công hiệu thì tôi sẽ ứng dụng hàng loạt. Rồi tôi sẽ bắt đầu, khi mà độ cong đã đủ đó bạn, tôi sẽ bắt đầu kéo cho nó qua. Độ căng ghê vậy. Trời khó khăn lắm mới luồn qua được mấy cái lỗ này. Căng quá bạn ơi, gắt quá. Rồi xong. Hiện tại bây giờ tôi đang có một cái vòng lỗ nên tạm thời là như vậy, thì tôi ban hết cỡ em nó ra. Rồi xong vậy đó. Chưa xong đâu. Tôi sẽ bắt đầu có mấy cây nè. Tôi đang cột lại. Tôi tỉa lại cho đẹp xíu. Tí bẫy hoạt động sao thì tôi sẽ chỉ cho các bạn biết. Cái này giống như cái vợt bằng quần đúng không? Quần này là cái quần xa xưa rồi, truyền lại cho tôi cách đây cái thời Napoleon truyền lại mà vẫn chưa sử dụng, tại vì thời này mà cái quần này ra đường thì cũng không biết người ta sẽ nói mình như thế nào, chắc là cái mốt mới thôi lấy dùng đi bẫy cá cho rồi, quần chất lượng mà. Đảm bảo là chắc chắn nha. Ok men chắc chắn rồi đó, giống như cái vợt á, giống như cái vợt không. Đây rồi xong mấy ống quần này nè, tôi sẽ bắt đầu lấy dây cột ống quần lại. Rồi xong bộ chuyện chúng ta đã xong, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ra chỗ đặt bẫy thôi nào. Đây là một cái suối, đây cái ao nè, tôi đang đặt trong cái ao này nè. Ao này không phải ao của tôi, ao người ta. Hôm nay chủ nhật, chắc cha con rủ nhau đi đám cưới, tiệc tùng rồi, đi chơi rồi, chắc không có thời gian mà để ý đến tôi. Cho nên tôi xuống đây mượn mấy con cá về nhà ăn thử, xem người ta nuôi có ngon không. Bắt đầu xuống nha. Tôi thấy trong bụi lùm này nè, có nhiều âm mưu và thù hận ở trong đây. Xuống cái lùm này, đây xuống cái lùm này với bụi cỏ cỏ rất dễ có cá mè, cá chấm trong đây lắm bạn. Tôi sẽ đặt một cái bẫy ở đây đi. Đây, tôi sẽ bắt đầu đặt xuống đây, ghi mạnh xuống đây, ép nó càng sâu càng tốt, kéo ngã lên này. Banh nó ra, banh nhớ là banh hai cái quần, banh hết cỡ ra nha, banh hết cỡ hai quần ra để cho nó thoải mái, đừng nên quá khép nép, cái gì cũng phải sự thoải mái là sự trên nhất. Đó, xong tôi đang rồi cá lên đây, bỏ cho đây nó. Đây, giữa cái lớp dưới nước mờ mờ ảo ảo có một cái quần, có một cái lỗ mờ mờ ảo ảo không? Ở đây sương khói mờ nhưng ảo, ai biết tình ai có đậm đà. Tôi đã tạo ra một cái lỗ cũng vừa đủ to, cũng vừa đủ nhỏ, đây vừa đủ để nhét cái đầu em nó vào đây và sẽ không ra được, giống như làm nhà cho nó vậy đó. Nó vô đây nó ấm quá, ở trong đây luôn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu rải một ít thính, rải thính cho nó. Từ xíu tôi vặn thính rải ra đã. Là một loại thính mà tôi chế ra. Từ tôi hút miếng nước ra, cho miếng nước pha cho loãng ra đi. Oh,
thính độc. Rồi tôi sẽ rải nhẹ đây miếng nè, tôi rải nhẹ nhẹ ở trong bụi cỏ này nè, đường đi trong bụi cỏ nè, trong bụi cỏ nè, cho nó bò ra. Thính độc. Đấy, để tôi đổ trong đây ít nữa đó, ở trong đây đó, nó bám trong đây nè, vô trong đây một hương đậm trong đây luôn nè, vô trong bụi cỏ này nè, ít thêm trong bụi cỏ nữa nè, đó đường đi cho bò ra, thấy không? Tôi đang vẽ một loại thính rất là độc. Rồi xong, còn như để dành xào quá hao. Rồi xong, mọi công tác chuẩn bị tôi đã xong rồi bạn. Tôi đã rải mồi và bắt đầu rải một loại thính cực độc, rất là nhạy với tình yêu. Nó sẽ đánh cái mùi và nó sẽ lao vào trong cái lỗ này, đâm đầu vào trong cái lỗ của cái quần này. Và những gì chúng ta sẽ chờ là kết quả test thử xem thế nào. À, chúng ta sẽ bắt đầu chờ nha. Xong, sau 2 tiếng chờ đợi, giờ sắp mưa rồi, chiều rồi. Chúng ta sẽ đi xem lại cái bẫy. Nặng quá, từ từ phải nãy chọc đi, cứng cho nặng rồi. Cắn chặt đây. Rồi xong. Sợ. Có con gì rồi. Từ từ ra. Con gì? À, mấy con gì mang lên bờ đó. Có gì không? Ốc nào? Đây ta đang test thử một cái loại thuốc này. Đang test thử thuốc này. Để xem công hiệu không, nếu công hiệu tôi sử dụng hàng loạt. Thuốc là thuốc gì đây? Thuốc nhữ à, thả thính á. Thính độc. Xem nào, có nhiều thấy dịch thực này là biết có. Nhu nó bự này, không gì nó. Chị vậy. Đá hả? Đá, chắc đá chùi vào đây ạ. Ô, nó 2 tiếng cứng chết luôn rồi nè. Xem nó đổ ra rồi. Rồi. Dính lớn à. Dính lớn. Ôi. Ô, cá mè. Một cái mè. Cái này cái gì? Nó vô nè. Ây da. Đau quá. Ê, cái gì trong dài, có một cá lóc nè. Vậy là dính à, vậy là dính. Ê, bọt. Trứng chạy. Đây, rồi, dính được một con cá mè nè. Ây da, một cá lóc, ê. Chừng nó chích cho cá trước, chích cá rồi đó. Đây, có con, chắc con cá chép này mê thính quá, thính độc, lộn thính thơm quá, nó bay vào, nó táp lìa, dẫn đến sốc thuốc. Nên em nó tạm thời ngất một xíu thôi, không sao đâu bạn, chắc bị sốc thuốc các bạn. Thính thơm quá, thả thính thơm quá, cái bay vào đớp như chưa bao giờ từng đớp. Nên anh ấy bị sốc thuốc, một con cá chép, lộn một con cá mè, sốc thuốc. Chắc này đã nhiều quá, em nó sốc thuốc nên ngộp xỉu. Nên các bạn thính nên đỡ đớp vừa thôi, đớp nhiều quá cũng không tốt nha bạn. Rồi, cũng là một thành quả rồi. Con cá chê này khôn, biết thính độc nên ăn ít. Con này cũng háo thắng, đớp cho nhiều vô rồi đi luôn, cấp cứu không kịp. Thôi cho em lên nồi luôn cho rồi. Hai em sốc thuốc, một em này khôn. Khôn thì sống, biết thính độc mà khôn nha, khôn dễ gì mà đi xuống bờ, biết chỗ nào là nước mà, sao mà thoát được. Đây, bỏ lại đây, xác nhận nha, hai em này bị sốc thuốc, thả thính, đớp thính ghê quá nha, đớp quá không tốt đâu nha.
biết thính độc mà cứ lao vào. Một con cá mè bự nè. Từ từ đã, tôi xem tôi móc cho coi con nào thôi. Con này chắc 2 tiếng lâu quá nó chật, thính độc quá nó chết rồi. Móc con. Ở đây còn ốc, quá trời ốc luôn nè. Đó. Ây da. Ốc vô nó ở đầy luôn nè. Con nào nó, cái quần. Còn cái nào nó. Ô. Rồi xong nè. Ôi, ốc. Mấy con ốc này bỏ đi. Ốc con này bỏ đi. Ăn uống gì mấy con ốc này. Chưa đủ tuổi dùng đi. Cá chê nè. Ê, nó chích đó. Rồi. Hai con này bị dính thính độc quá nè. Cá chê thì lì rồi. Đây cũng được, bắt được con cá này nè. Ây da. Rồi, thính độc rồi anh ơi, thính độc rồi. Rồi, đây là có một bữa ngon, một con cá nè. Rồi, đi. Đi. Ăn từ đó. Này mình đi. Đây nè. Đây là tôi đang test thử một cái loại mồi. Đây là một loại thính nè. Là áp dụng thành công. Đã dính được một con cá. Tôi không ngờ, tôi tưởng tôi chỉ bẫy chơi thôi. Làm thử thôi. Ai ngờ lại dính được một con cá bự vậy. Vậy là trong hồ này còn chắc còn nhiều cá nữa nè. Đúng rồi. Hồi bữa trước thả cá nhiều lắm á. Nuôi hả? Ừ. Nuôi cá mè hả? Cá mè hả? Cái này mà cá mè hả? Cái gì? Mè chứ cái gì? Cái gì? Cá mè. Rồi. Không hiểu được về chắc cả là cá. Vậy là dính thích rồi. Chai thuốc quý mang về nhà. Ở đây hồ người ta đó. Đây nè. Ở đây là những gì tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái bẫy chỉ dùng một cái quần từ thời ông cố nội truyền lại nè. Quần tí nó cũ nhưng mà công hiệu nó cao. Thấy không? Tuyệt kỹ ha. Dính được một con cá này là đủ xây cả tuần rồi. Tạm thời mượn cái ao bà chủ này mấy con cá thôi. Về nhà chi biến. Đi. Cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi nha. Tôi là Đi Rừng Làm Bẫy và đừng quên đăng ký cái nút bật chuông á để cập nhật các video khám phá làm bẫy mới của tôi nha. Hôm nay là một ngày trúng mánh. Thành công 100%. Loại thuốc quý đã bào chế thành công. Đi thôi, về nhà.